Theo Bộ Nội vụ Đức, Berlin đã thông báo với Liên minh châu Âu về kế hoạch lập trạm kiểm soát tại các cửa khẩu ở biên giới với Cộng hòa Séc, Ba Lan, Thụy Sĩ để ngăn các đối tượng buôn lậu và các trường hợp nhập cư bất hợp pháp. Biện pháp này sẽ kéo dài trong 10 ngày bắt đầu từ ngày 16 tháng 10. Bên cạnh đó, Đức cũng thông báo với EU về việc gia hạn kiểm soát biên giới với Áo trong 6 tháng kể từ ngày 12 tháng 11, biện pháp từng được áp dụng trong cuộc khủng hoảng di cư năm 2015. Bộ trưởng Nội vụ Đức nêu rõ, cảnh sát biên giới sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát với một cách linh hoạt tùy thuộc vào tình hình. Vào cuối tháng 9, Đức đã siết chặt an ninh dọc biên giới với Ba Lan và Séc, tăng cường tuần tra để ngăn dòng người di cư. Tính từ đầu năm đến nay, nước này đã nhận được hơn 250.000 đơn xin tị nạn, nhiều hơn so với năm 2022.